trần dật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên Youtube. Tuy nhiên bên Facebook của phòng có vấn đề không phát livestream được, đành phát lại trên Youtube mà thôi. Cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả bên Facebook. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, thì hai bản tin tôi có được sau cái đại hội lần thứ 75 của NATO, tức là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 75 đánh dấu thành lập Liên minh NATO diễn ra ngay tại Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ. Và quý vị, chuyện gì xảy ra sau cái đại hội này thì quý vị cùng với lại cái phản ứng của các quốc gia thành viên trong Liên minh NATO đã bắt đầu có một cái sự tương đối là hơi lo sợ và hoảng loạn trong đó họ đã nhiều lần tiếp cận với chiến dịch tranh cử cũng như là các cựu viên chức của ông Trump nhưng đều bị từ chối. Quý vị, đầu tiên hết là bản tin không vui lắm cho Joe Biden là các nhà quyên góp của đảng Nhân Chủ đã báo cáo họ giữ lại chỉ có 10 triệu ở trong tổng số tiền, tiền mà họ mưa, họ cam kết với lại ông Joe Biden. Quý vị, đảng Nhân Chủ cho biết là họ sẽ đóng băng lại 90 triệu Mỹ Kim cam kết quyên góp cho cái Super PAC của Joe Biden cho tới khi nào ông này rút ra khỏi cuộc đua. Theo tương trình của tài New York Times, các nhà quyên uh, góp của đại Dân chủ đã nói với lại cái super PAC của Joe Biden là họ sẽ giữ lại khoảng 90 triệu tiền cam kết cung cấp cho cái uh, ngân quỹ này nếu như mà cho tới khi nào mà ông này bước ra khỏi cuộc đua ít nhất hai nguồn tin đã báo với tờ New York Times và lời cam kết này dường như tự đến từ uh, ít nhất là 8 nhân vật quan trọng của, uh, của quyên góp của đảng chủ tức là số tiền này sẽ bị giữ ít nhất là 90 triệu mỹ kim và họ sẽ không giao uh, đóng góp số tiền này nếu như mà châu bên không rút khỏi cuộc đua cái áp lực mà uh, của các nhà quyên góp của đảng chủ và được xem là super donor hay là còn gọi là mega donor gần như là họ đã bắt đầu có một cái quyết định là Joe Biden phải rút lui ra khỏi cuộc đua này nếu như không họ sẽ không quyên góp quý vị đó là các bản tin thứ nhất và bản tin thứ hai cuộc thăm dò của Pew Research cho thấy ông Trump dẫn trước Joe Biden trong ba vấn đề then chốt nhất của Hoa Kỳ và trong đó gần như là Joe Biden không còn cửa để thắng ông Quý vị, ông Trump dẫn trước Joe Biden gần như gấp đôi ở ba cái vấn đề quan trọng theo báo, báo cáo của Pew Research Survey đã đưa ra. Trong đó thì ngoài trừ cái vấn đề mà cuộc tranh luận vừa qua thì họ nói rằng là ông cho trên toàn quốc thì ông Trump dẫn trước ông Joe Biden là 44, ông Joe Biden là khoảng 40% trong tất cả những cái vấn đề than chốt và 68% nói với Pew Research là họ gần như là không có thể à, à, chờ, chọn lựa ở trong cuộc bầu bầu cử này và trong đó thì chỉ có 24% mô tả là ông Biden có một cái tinh thần nhạy bén, bà bị trừ đi 6% kể từ hồi tháng giêng và trong khi đó thì à, ông Trump được 58% cho rằng ông rất nhạy bén à, về, về tinh thần đó là cái bản thăm dò và trong đó thì à, bản thăm dò này cho thấy là ông Trump dẫn trước Joe Biden 17 điểm trong vấn đề di trú tức là 52 trên 35. 14 điểm trong vấn đề kinh tế là 54 trên 40 và 10 điểm trong vấn đề chính sách đối ngoại 49 trên 39 ngược lại cho bên thời dẫn trước ông Trâm là 8 điểm trong vấn đề gọi là làm việc giữa lưỡng đảng tức là partition ship là làm việc giữa lưỡng đảng và 4 điểm trong vấn đề gọi là phá thai 48 trên 44 40 trên 32 đối với đây là cái con số mà Pew Research đã đưa ra như vậy thì sau cái hội nghị thượng đỉnh của liên minh nato những tin tức này đưa ra hiện nay thì quý vị ngay ngày hôm nay sau khi chấm dứt cái hội nghị của liên minh nato thì vẫn có rất nhiều những nhà ngoại giao của các quốc gia trong liên minh nato đang ở lại dc để tìm cách tiếp cận với lại các viên chức cựu viên chức hoặc là những nhân vật nằm trong cái guồng máy tranh cử của ông Trump để mà có thể tiếp xúc với ông Trump trước. Và trước đó thì gần như là của khối NATO sẵn sàng sau khi mà ông joe biden đọc bài diễn văn khai mạc thì họ còn thấy tin tưởng nhưng sau khi đọc bài diễn văn khai mạc thì lúc mà xuống tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của nato gần như là họ sững sờ trước cái tình hình sức khỏe yếu kém của joe biden và nhiều nhà ngoại giao có mặt trong cái buổi tiếp xúc những buổi tiếp xúc này kể cả buổi quốc yến thiết đãi của hoa kỳ đối với các lãnh đạo của nato thì quý vị họ nhận thấy được joe biden đã có những cái hành động khác lạ khác lạ tức là không được bình thường và cái hành động này tương tự như họ đã nhận ra được từ cái hôm mà khối G7 đã nhóm họp ở tại nước Ý vừa qua. Quý vị, tất cả những cái này khiến cho phía NATO rúng động. Có nghĩa là họ thấy rõ tình trạng sức khỏe của Joe Biden. Và chính vì điều này thì bên cạnh cái việc mà các nhà lãnh đạo của NATO đứng chung chụp hình với Joe Biden thì đằng sau hậu trường các nhà ngoại giao, các viên chức chính phủ của các quốc gia này đã gọi là đổ ra đi kiếm các nhân viên, đi kiếm những chiến dịch tranh cử của ông Trump để tiếp xúc. Cuối cùng thì quý vị có người gặp được, có người không gặp được và duy nhất chính thức thì người ta biết được chỉ có một mình ông Viktor Orbán là thủ tướng của Hungary đã bay tới Malaga để gặp gỡ ông Trump để thảo luận về vấn đề hòa bình của Ukraine không biết hai nhà này lãnh đạo này nói cái gì nhưng mà ít nhất là về mặt chính thức thì chỉ có một mình Victor Oban là bay tới Malago để gặp ông Trump thôi. Còn ngược lại thì các lãnh đạo khác không có tới. Tuy nhiên thì họ đã cho rất nhiều những nhà viên chức ngoại giao của họ tiếp xúc với lại người của ông Trump. Quý vị, họ nhìn thấy được cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và họ nhìn thấy được cái sự gọi là suy kém của Joe Biden. Họ nhìn thấy được và cái phản ứng lần này của các giới truyền thông đối với cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ sắp sửa diễn ra vào tháng 11 sắp tới đây. Và khi mà nhìn ra những điều này, họ lờ mờ và họ bắt đầu nhìn rõ hơn về cái việc mà gọi là ông Trump có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Như vậy thì NATO sẽ phải điều chỉnh tất cả những cái chính sách của họ khi ông Trump trở lại chính trường và chính điều này họ muốn biết là cái ý định của ông Trump như thế nào đối với NATO và cái mối quan hệ của ông đối với lại Vladimir Putin sẽ làm được gì cho việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Như ông Trump đã cam kết, ông sẽ chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24 giờ đồng hồ. Thì quý vị, các nhà lãnh đạo NATO vẫn đang lung bùng. Họ không biết được cái quan hệ thật sự của ông Trump với Putin như thế nào. Joe Biden thì đưa quảng cáo và gán nhãn cho ông Trump là công cụ của Putin. Đám truyền thông Hoa Kỳ thì tung những cái tin nói rằng là ông Trump có một cái thái độ thiện cảm với Putin tức là những cái tin tức này được tung ra trước đó rất là lâu và mới gần đây thì Joe Biden đã tìm cách gọi là gán nhãn cho ông Trump là công cụ của Putin cho tới giờ phút này người ta không biết được mối quan hệ của ông Trump và Putin ở mức độ nào ít nhất với Kim Jong Un thì họ còn chứng kiến được công khai những lá thư tình mà Kim Jong Un gửi cho ông Trump hay là lời cảm ơn của ông Trump gửi cho Kim Jong Un thì thấy cái mối quan hệ của họ không đến nỗi tệ lắm. Tức là có một cái mối quan hệ tương đối. Nhưng mà với Putin thì cho, cho tới giờ phút này chỉ là một chiều từ phía chiến dịch tranh cử của Joe Biden. Và thứ hai là do cái sự theo dệt của đám truyền thông đưa ra thôi. Người ta vẫn chưa biết được cái mối quan hệ thật sự của ông Trump với Putin như thế nào. Ông Trump vẫn thường xuyên khen Putin là một kẻ thông minh và ông ta nói rằng ông Trump nói rằng ông có mối quan hệ giao hảo với Putin thôi. Ông không cho biết là cái mức giao hảo đó tới mức độ nào. Và mức giao hảo này có thể giúp cho ông Trump có thể buộc Putin chấm dứt cuộc tiến tại tại Ukraine hay không. Cái đây là cái câu hỏi mà các nhà ngoại giao của NATO đang đặt ra. Và bây giờ họ muốn gì quý vị? NATO bây giờ họ mệt mỏi trong cuộc chiến của Ukraine mặc dù về mặt diện họ vẫn tuyên bố là đứng chung với lại Ukraine cho tới khi nào Ukraine cần thiết, thậm chí là tăng cường hỗ trợ an ninh, tăng trường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Nhưng họ cũng đuối rồi. Về mặt thực tế, đây chỉ là những ngôn ngữ trên bề mặt của giấy tờ thôi. Trên thực tế, quý vị, khối NATO đã có sự chia rẽ. Khối NATO đã có sự chia rẽ và chứng minh sự chia rẽ này rõ ràng nhất là trong Liên Hiệp Âu Châu. Trong Liên hiệp Âu châu tháng này là chính thức Hungary, tức là ông Viktor Orbán là chủ tịch luân phiên của Liên hiệp Âu châu trong 6 tháng. Thì quý vị, ngay lập tức bốn quốc gia có đường biên giới với lại Belarus và Nga là Ba Lan, Luteania, Latvia và Estonia tuyên bố sẽ tẩy chay. Tuyên bố sẽ tẩy chay nếu mà để cho Hungary nắm quyền chủ tịch luân phiên trong 6 tháng tới thì quý vị điều này cho thấy sự chia rẽ trong liên hiệp Âu Châu điều này chia rẽ trong liên hiệp Âu Châu và thứ hai là liên minh NATO thì đang có sự chia rẽ trầm trọng sự bất đồng của Hungary đối với cuộc chiến tại Ukraine sự bất đồng của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến của Do Thái và Hamas nó đang là một cái tác động gây chia rẽ trầm trọng trong liên minh NATO và cái vị do đó tất cả mọi à, mọi cặp mắt dồn phía về phía Donald Trump Tại vì sự chia rẽ này chỉ chấm dứt nếu họ có thể chấm dứt được cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Do đó, họ thắc mắc vô cùng mối quan hệ của ông Trump và Putin như thế nào. Dẫn tới việc mà ông Trump có khả năng chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24 giờ đồng hồ. Và khi chấm dứt cuộc chiến này thì sẽ chấm dứt bằng cách nào? Bằng cách nào và Ukraine có bảo đảm được chủ quyền của họ lấy lại những vùng lãnh thổ bị mất hay không? Ông Trump trước đó, cái vị còn nhớ à, mới nhất mà ông lên tuyên bố là ông sẽ không thỏa thuận với Putin, ông không chấp nhận thỏa thuận với Putin nếu như mà Ukraine không lấy lại được các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đó là lời khẳng định của ông Trump. Mặc dù trước đó tôi có một bài phân tích tôi nói rằng những gì đã mất đã mất và những gì mà Ukraine đã mất rồi thì căn cứ trên những gì Ukraine đang có thì ông Trump sẽ điêu tiếp từ khúc đó. Bài cái bài phân tích trước đây của tôi đã nói trên cái vấn đề này trong chính sách đối ngoại của ông Trump, tức là ông sẽ căn cứ trên những gì Ukraine có để thúc đẩy Ukraine ngồi xuống đàm phán với nga. Nhưng mà trong cái cuộc tranh luận vừa qua và trước đó cái cuộc phỏng vấn của ông Trump với lại Sean Hannity, thì ông Trump nói rằng ông sẽ bác bỏ hoàn toàn nếu Putin đề nghị giữ lại những phần đất, phần đất chiếm đóng của Ukraine. Do đó cho tới giờ phút này gần như NATO thúc thủ Họ không biết được là ông Trump sẽ dùng cách gì. Nhưng một điều mà họ thấy rõ ràng, có thể ông Trump sẽ cứng rắn hơn. Cứng rắn hơn rất nhiều với họ và cứng rắn hơn rất nhiều với Nga và lẫn Ukraine. Nó cho thấy một cái thái độ gọi là cứng rắn hơn so với Joe Biden. Do đó quý vị, họ hy vọng rằng có một cái giải pháp nào đó để chấm dứt cuộc chiến tại Âu Châu. Đây là mong muốn của các quốc gia thành viên của NATO. Nhưng chấm dứt kiểu nào thì chúng ta chưa biết. Chính vì điều này mà họ đã gửi tất cả những nhân viên ngoại giao trong lúc mà họ họp với Joe Biden thì cửa sau họ đi tiếp xúc với phía của ông Trump. Mặc dù phía ông Trump hầu hết những người thực hiện cái chiến dịch tranh cử và kể cả những cựu viên chức của ông Trump từ chối không gặp. Họ từ chối không muốn gặp à, Liên minh NATO, các à, nhà ngoại giao của Liên minh NATO bởi vì họ chỉ còn một tuần lễ nữa là ông Trump chính thức sẽ được đề cử vào cái người đại diện cho đảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống và khi đề cử như vậy ông Trump phải có trách nhiệm loan báo người VP của ông là ai và ông sẽ à, viết một cái bản báo à, một cái bản à, gọi là sơ khởi một cái primary nó gọi là primary document để mà có thể à, đưa cho phía đảng hòa biết là ông sẽ nếu đắc cử ông sẽ chọn những ai vào trong nội các của ông một cái bảng primary thôi. Tức là danh sách của nhiều người được đưa vào trong cái nội các của ông Trump. Quý vị, thì cái bảng này nó sẽ được đưa ra trong cái đại hội của Đảng Cộng Hòa. Trong cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, bên cạnh việc thông báo người VP của ông, tức là cái người đứng chung liên danh làm phó tổng thống cho ông. Do đó quý vị, gần như là các viên chức này vì cái nhu cầu giữ kín các thông tin, họ tránh tiếp xúc với lại các nhà ngoại giao của Âu Châu. Và điều này càng khiến cho những nhà ngoại giao của Âu Châu trở nên lo sợ hơn. Họ không biết được ông Trump sẽ làm gì. Về mặt diện, ông Trump có những lời lẽ rất cứng rắn với NATO. Quý vị phải đạt ít nhất tối thiểu 2% tổng số GDP đóng góp cho ngân sách của NATO. Nước nào không đóng góp đủ, thì ông Trump nói rằng ông sẽ bỏ mặt nước đó. Đây là về mặt diện ông Trump đã từng tuyên bố. Và cái lời tuyên bố này, mặc dù bị xuyên tạc diễn dịch, nhưng chính ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký của liên minh NATO đã xác nhận. Nhờ sự thúc đẩy của ông Trump mà từ 9 quốc gia bây giờ lên tới 23 quốc gia đạt được tiêu chuẩn 2%. Và ông ta cho rằng công trạng của ông Trump đã khiến cho NATO có thêm ngân sách trên 100 tỷ euro trong cái ngân sách quốc phòng hàng năm của họ. Thì quý vị, ngược lại với đám khuynh tả thì ông Jens Stoltenberg khẳng định điều này có nghĩa là ông James Sambert cho rằng cái sự cứng rắn của ông Trump là làm tốt cho NATO hơn. Chứ không phải là làm tan rã NATO. Trong khi đó, đám truyền thông thì vẫn theo dệt rất nhiều cho rằng ông Trump quay trở lại, liên minh NATO có thể tan rã, ông Trump có thể rời khỏi liên minh NATO, bla 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 bla, bla. Thì quý vị, những điều này là do đám truyền thông theo dệt mà thôi. Chính thức từ miệng của ông Trump thì ông chỉ ép NATO tăng ngân sách quốc phòng. Chứ ổng không ép NATO là phải tan rã. Thì quý vị, do đó từ cái nhìn của Jens Stoltenberg, tổng thư ký của liên minh NATO, người sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 1 tây tháng 10. Thì từ những cái nhìn này cho thấy là NATO đã bắt đầu có những cái điều chỉnh chính sách. Thứ nhất là họ phải tăng cường ngân sách quốc phòng. Thứ hai là họ sẽ thay thế những nhân vật nhu nhược bằng những nhân vật mạnh mẽ có cá tính hơn vào cái hàng ngũ gọi là headquarter của NATO ở tại Brussels. Và thứ ba là họ phải điều chỉnh chính sách làm cách nào phù hợp với cái chiến lược của Hoa Kỳ khi Donald Trump trở lại chính trường. Trong đó, ông Trump sẽ buộc NATO có vai trò lớn hơn. Không phải chỉ ở Âu Châu, không phải chỉ có Bắc Đại Tây Dương, mà phải mở rộng cái vai trò của NATO đứng chung với Hoa Kỳ ở tại Á Châu Thái Bình Dương và đặc biệt là ở tại Trung Đông. Trung Đông là cái nơi đang có cuộc chiến giữa Hamas và Do Thái. Thì quý vị, ông Trump sẽ buộc NATO có trách nhiệm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc chiến đối đầu giữa phe độc tài toàn trị và phe tự do dân chủ, ông Trump muốn là ảnh hưởng của NATO sẽ rộng rãi hơn. Không phải chỉ đóng khung ở cái khu vực Bắc Đại Tây Dương. Và quý vị thấy vừa rồi, ở Nam Đại Tây Dương là Argentina, thì đã chính thức muốn là gia nhập vào liên minh nato rồi họ đã nộp đơn tức là quốc gia ở vùng trung mỹ và nam mỹ nó vẫn nằm ở nam đại tây dương chứ không phải bắc đại tây dương thì quý vị họ đã bắt đầu có những cái xu hướng khác rồi như vậy thì quý vị nato sẽ phải đối diện với một cái thách thức một là cải tổ hoàn toàn điều chỉnh chính sách của họ một cách phù hợp còn hai họ sẽ đối diện với một cái sự tan rã của NATO. Và lúc đó ông Trump giống như tôi nói những bài nói trước đây, ông Trump sẽ thương thảo với từng quốc gia. Thay vì bây giờ ngồi xuống với 32 quốc gia, thì ông Trump sẽ thương thảo với từng quốc gia để đạt được những cái hiệp ước về quốc phòng. Do đó quý vị, đám NATO e ngại nhất điều này. Họ dựa vào nhau tạo thành một thế lực quân sự lớn nhất toàn cầu. Nhưng thế lực quân sự này chỉ có cái tên không có thực tế chỉ có cái tên thôi không có thực tế bằng chứng là hai lần nga tấn công ukraine nato thúc thủ không làm gì cả một lần ở dưới triều đại của obama một lần dưới triều đại của joe biden nato thúc thủ không làm gì được hết chính vì thái độ này nó dẫn tới tình trạng thế giới hỗn loạn nhiều nơi bùng phát các cuộc chiến và đang có nguy cơ bùng phát thêm một số cuộc chiến khác. Do đó cái chính sách đối ngoại của ông Trump đầu tiên hết đám NATO cảm nhận là sự cứng rắn. Bây giờ họ điều chỉnh bằng cách nào? Họ tìm cách tiếp cận làm cách nào ông Trump chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Và cái về kinh tế, ông Trump sẽ có những cái cứng rắn như thế nào? Thì quý vị, hai vấn đề này là hai vấn đề mà đám NATO trong mấy ngày qua đang gọi là lung bùng, lúng túng ở trong ở tại Washington DC bên cạnh việc mà họ chính thức gặp gỡ cho bên trong cái hội nghị của NATO. Thì quý vị, đằng sau lưng và đằng sau hậu trường, họ rải người ra, không tiếp xúc được với những cựu viên chức hay viên chức của ông Trump trước đây thì tiếp xúc với chiến dịch tranh cử của ông Trump. Còn nếu không lại tiếp xúc với những người có ảnh hưởng, có cảm tình với lại ông Trump. Trong đó bao gồm luôn cả tỷ phú Elon Musk. Họ cũng cho định người đi tiếp xúc để thông qua những cái nhân vật này họ có được một bức tranh rõ ràng về cái chiến lược của ông Trump. Ông Trump đã nói khẳng định trong cái văn thư chính thức mà ông gửi cho đảng Cộng Hòa. Tức là trước khi mà có cái đại hội, ông nói rằng là cái nhiệm kỳ kế tiếp của ông là tái lập hòa bình tại Âu Châu và Trung Đông. Restore the peace. Tái lập hòa bình. Thì quý vị, đây là cái cái um, nghị trình mà ông đưa ra. Thì như vậy làm cách nào tái lập đây? Với Trung Đông thì tôi biết bởi vì ông đứng hẳn về phía Do Thái. Ông sẽ sát xà bông với Iran và những tổ chức khủng bố tại đây. Nhưng mà cái cuộc chiến của Ukraine và Nga thì nó lại một màu sắc khác. Nó là một cái màu sắc khác. Và phía NATO đang thắc mắc làm cách nào ông Trump ép được Putin vào trong bàn đàm phán. Làm cách nào? Thì cái vị đó là cái thắc mắc của họ. Họ và họ muốn từ những cái người cựu nhân viên này có được một chút xíu thông tin để họ phân tích tại vì bây giờ họ không tin vào đám truyền thông mỹ nữa đám truyền thông mỹ bây giờ họ nhận ra được cũng có hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến những người bảo thủ thì bắt đầu chỉ nói về những cái vấn đề mà ông trump đã nói mà thôi còn phe cấp tiến thì từ những lời nói của ông trump nó diễn dịch nó xuyên tạc nó theo dệt thành những cái ý nghĩa khác khiến cho những lãnh đạo của nato bị lùng bụng cho nên họ không tin vào giới truyền thông nữa. Mà họ muốn tin vào những gì mà những viên chức, cựu viên chức hay là chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ ra thôi. Họ không tin cái đám New York Times, họ không tin CNN, họ không tin Fox, họ không tin MSNBC. Tại vì mỗi một cơ quan truyền thông này lúc trước thì họ đặt niềm tin vào những cơ quan truyền thông này. Nó mang cái ý nghĩa là phân tích rõ nét và giúp cho họ có được cái nhìn về một cái chính sách của một tân tổng thống. Nhưng và bởi vì trong giới truyền thông bây giờ bị phân cực. Kẻ thù ông Trump thì nó đem những chuyện tiêu cực lên nó theo dạng. Người thích ông Trump thì đem những lời phát biểu của ông ra và đề ca ngợi. <laughs> Do đó quý vị, đám NATO bây giờ bắt đầu chứng kiến được chứng kiến được cái thật sự về cái uh, truyền thông ở Hoa Kỳ. Do đó họ không còn tin tưởng. Mà họ chỉ tin vào những cái tổ chức độc lập mà họ thuê mướn hoặc là những viên chức ngoại giao của họ đánh giá thôi. Nhưng mà viên chức ngoại giao muốn đánh giá thì phải đa, tìm hiểu cả hai phía. Phía Joe Biden thì dễ, phía ông Trump thì khó. Trong khi đó, ông Trump ngược lại, ông từ chối gặp gỡ bất kỳ một nhân vật nào. Ông tiếp duy nhất của một mình Victor Orbán. Khi Victor Orbán bay tới Malago gặp ông Trump trong ngày hôm qua. Thì quý vị, những điều này cho thấy rằng là ông Trump đã giữ kín rất nhiều những cái ý định của ông. Và chính điều này khiến cho NATO đánh lô tô. Bây giờ thì quý vị, các quốc gia trong NATO liên tục tăng cường sản xuất vũ khí. Trong đó điển hình là Đức. Bây giờ phải tăng cường sản xuất vũ khí rất là nhiều. Bên cạnh đó, Đức là phải muối mặt mua thêm vũ khí của Hoa Kỳ. Tôi gọi là muối mặt tại từ xưa nay Đức không muốn mua. Đức chỉ muốn Hoa Kỳ chi một cách bất một cách miễn phí. Chứ Đức không muốn mua, nhưng bây giờ phải mua rồi. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói quý vị là gần như là cả một cái liên minh NATO 32 quốc gia họ đang rơi vào cơn khủng hoảng ở tại DC khi họ tới dự cái hội nghị đánh dấu năm thứ 75. Đây có thể là năm thứ 75 khẳng định cái tư thế của NATO là một liên minh quân sự lớn nhất trên toàn cầu. Nhưng cũng có thể năm này là cái hội nghị cuối cùng của NATO trước khi họ bị tan rã là bởi vì quý vị NATO nếu không chấn chỉnh tất cả những chính sách của họ nếu không thay đổi tất cả những nhân vật mà tôi cho rằng là đã hủy hoại cái tư thế của NATO ở trong NATO thì chắc chắn quý vị NATO sẽ bị tan rã và khi NATO tan rã Nga và Trung Quốc hưởng lợi rất là nhiều vấn đề ở chỗ là những nước thành viên đã hiểu được cái tầm quan trọng chung hay chưa hay vẫn tiếp tục gọi là trục lợi riêng biệt đặc biệt là những quốc gia mà có nhiều lợi lộc từ cái nguồn khí đốt năng lượng của nga hay là nguồn nhân công rẻ tiền từ trung quốc. quý vị, ông trump sẽ làm lại tất cả mọi thứ, ông sẽ làm cho mọi thứ rõ ràng hơn. cái nào thuộc về kẻ thù của hoa kỳ, cái nào thuộc về những quốc gia đồng minh và đối tác của hoa kỳ, ông trump sẽ làm rõ nét cái này. nó đã bị một cái vùng màu xám che lấp rồi, nó đã bị một cái vùng màu xám che lấp nhiều năm nay rồi và bây giờ thì tất cả mọi thứ phải rõ ràng, đứng về phía nào, đứng về phía chống lại độc tài toàn trị bảo vệ cho một cái uh, guồng máy dân chủ và tự do hay để tiếp tục tạo ra vùng màu xám để trục lợi, thì các vị đó là một trong những cái mà ông Trump đã đưa ra cái chiến lược của ông. Chính vì vậy mà NATO bây giờ họ sẽ bị hỗn loạn là họ sẽ thay đổi chính sách để mà đáp ứng theo cái nhu cầu của ông Trump cũng như là bên đảng Cộng hòa đưa ra. Hay họ sẽ tìm đủ mọi cách làm cho Donald Trump không thể thắng cử được trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Bây giờ còn có 3 tháng mấy thôi. Họ muốn gây ảnh hưởng cũng chưa chắc được. Họ muốn gây ảnh hưởng cũng chưa chắc được. Do đó quý vị, bây giờ NATO đang bị phân vân chống Trump hay đáp ứng yêu cầu của Trump trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Gần như đây chính là tâm điểm của cái hội nghị này chứ không phải là cái tâm điểm hội nghị này là khẳng định sự ủng hộ cho Ukraine lên án nga với Trung Quốc mà tâm điểm của hội nghị này là họ phải đi tới một cái thống nhất giữa các quốc gia thành viên đứng à, tôi không tính tới Hoa Kỳ tức là 31 quốc gia còn lại họ phải tính toán bài toán của họ là tiếp tục duy trì thái độ chống trầm như trước đây hay sẽ phải nhượng bộ cho ông Trump đáp ứng những cái chính sách mà ông Trump đưa ra trong thời gian tới nếu ông tái thắng cử. Quý vị, đây là một cái khó xử cho NATO. Đáp ứng yêu cầu của ông Trump thì có nghĩa là họ phải thay đổi không những là chính sách về quân sự mà kể cả chính sách về kinh tế và tất cả những cái luật lệ về kinh tế họ phải thay đổi toàn bộ. Một điều mà đám Liên Hiệp Âu Châu không muốn. Trong khi nếu mà không đáp ứng thì nếu Trump lợt thì nguy cơ tan rã sẽ có nếu như họ không đáp ứng. Quý vị, đám NATO bây giờ nằm trong tình trạng khó khăn. Muốn cho Joe Biden thắng thì bây giờ Joe Biden bộc lộ ra là một con người yếu ớt, sức khỏe suy kém và đang bị uy hiếp bởi chính đảng Dân Chủ buộc ông ta rút lui. Mà nếu ủng hộ cho ông Trump thì quý vị, họ cũng không biết là ông Trump sẽ có thái độ cứng rắn tới mức độ nào họ có chịu nổi hay không đây là một trong những cái mà nato đang nhức đầu cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay phân tích về tình hình nato ở dc chống hay là đáp ứng những đòi hỏi của ông trump sẽ là một trong những cái tiêu đề chính mà trong 3 ngày hội nghị qua nato đã phải đối diện và bây giờ chúng ta chờ xem coi họ sẽ làm gì tiếp tục ra mặt chống trump để ủng hộ cho joe biden hay sẽ đáp ứng những yêu cầu của bất kỳ một đời tổng thống nào kế tiếp lên khi thay đổi chiến lược trên toàn cầu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của tnp channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.